nào giờ mình con gọt miếng con ăn đâu có nước hoa này ngọt lắm. Còn sống mà gọt cho đứa. Nay trở lại ngày thứ tư của con chú bị rắn cắn ở bên chợ mới qua, thì không biết nay chân của chú bớt nhiều chưa, không biết. Mới tới chú tờ ô tờ bữa nay nhìn khủng khiếp dữ vậy. Mấy ngày tới đây hay mấy ngày rồi? Mấy ngày rồi. 4 ngày phải không ta? Ngày hả? Nay ngày thứ tư nè. Ừ, 4 ngày. Lên ngày thứ lên bữa thứ 6. À. Thứ 7 chủ nhật. Ngày thứ 2. Ngày đó là ngày thứ tư nè. Thì là anh Cành bữa nay ảnh tha thuốc tỏ trong muốn đọc ra để cho nó lạnh trong lạnh ra rồi ha. Thì mà nó hư trong cho luôn á chú. Mình thấy nó khô mà mình đâu có biết ở trong nó có cái gì trong đâu. Hư khúc này nè. Khúc này là hư. Nó bị sâu, cho nó bị sâu á. Bởi vậy nó đỏ thịt á anh không? Năm cái cây bứng cao chót con với ổng đi kiếm cây cây mình nhỏ nhỏ con nhỏ lên nó kêu cây gì? Dạ cây sổ đồng. Sổ đồng à? Sổ đồng. Sổ đồng đồng. Sổ đồng. Ha à, nó chết đen nó luôn. Rồi câu cá mà đồng sao. Rồi cắn cắn rồi đó. Nhấn cắn luôn hả? Rồi cắn đó. Rắn cắn. Bị rắn gì cắn nữa anh Trành? Một cái đỏ. Một cái đỏ. Ồ qua nam mà còn sưng kìa. Sưng sưng dù cái giò luôn. Bôi trên vết đen nó luôn. Con đừng rửa nó nữa, lấy ô chi gà rửa đi. Rửa cái này rồi. Bị rắn lục cắn hả? Dạ. Hết nước rồi, rồi nó sưng. Nó sưng nó phải chịu rồi con ơi, ông cũng phải chịu sưng rồi chứ từ từ nó mới hết chứ. Vô động nó phá thịt da mình nó. Con rắn bự không anh? Em không biết nó đạp chúng em không biết. Vậy hả? Vậy là nó cắn rồi mình đau rồi nó bò mất tiêu rồi. Sưng ở đâu lại? Em chị Tôn. Chị Tôn hả? Ừ. Đi câu cá đây nè. À. Qua cắn chạy vô sợ. Ủa sao biết ông Tư? Ta chỉ, ta kêu chạy vô ông Tư. À, rồi đi câu cá mới rồi là bị cắn rồi là chạy vô đây luôn hả? Dạ. Ừ. Như là bị ở Tùng Tràm rồi. Ở dưới nước. Ở trên bờ ông Tư. Ờ, trên bờ. Nước rồi chạy. Vậy mà nó cũng chân no nữa rồi nè. Kéo lít miệng rồi đó. Chắc đỡ hơn qua quá. Nó không nhất, hết nhất rồi. Hết nhất rồi. Cho cậu ổng làm hết nhất rồi mà nó còn sưng nó khó đi ngủ nó khó ngủ. Lấy cơm nè. Cơm. Đăng cho mẹ clip mẹ nè Đăng. Đâu rồi? Kém mà nó lại nó sưng. Vừa không đâu có clip đâu. Chuyện qua còn chuyện qua còn nó lại kém. Thuốc đỏ này. Thuốc đỏ này bôi vô thấy mau. Mau lắm. Thuốc này mà nè ở dưới nè mình thấy nó đỏ thịt lên thấy không, nó không phải như hôm trước phải không? Tối nó quíu cảm giác nó tăng quíu vô biết luôn. Thuốc vậy hả? Thuốc có thấm. Thuốc thấm. Cái chỗ đó bữa nay nó hồng to đỏ thịt lên đó anh không? Nó kéo da nó hồng lên rồi đó. À, qua tới giờ luôn á. Có miếng đâu tới giờ luôn. Đâu nói à. Công nhận cái mặt trên nó đen luôn rồi. Nó đen mà ở trong nó hư nó mới ghê chứ. Thì nó đen nó ở trong nó hư ngoài nó mới đen nó chết thịt. Đang ba đầu hũ như được vậy. Từ nó cái đó là độc tố không à. Ừ. Bữa nay có ghim thuốc không anh Trành? Không. Ghim là 3 ngày hết á. Vậy là ghim 3 ngày lấy nọc ra hết rồi đó anh Trành. Thì giờ xuất thuốc cho nó lành vết thương thôi. Tưởng là chắc mẹ lên tưởng là mày đi bệnh viện rồi chứ. Biết biết ông Tư là chú ông Tư hết à. Là cái giò mày nó lại giống như tao vậy đó. Tại anh này không biết, không biết cho sớm nó dò đâu rồi. Tại vì cái thời gian của tôi mà nó phát độc là rất là chậm chứ không phải giống như này cắn vô mà lấy nó lên. Tôi là nó rất là chậm mà nó mới phát lên. Tôi tới 30 tiếng tôi mới hay mà. Gì hả? Ừ.
tới khi mà nó phát sốt tôi hay là nó mới có ẩn đỏ chỗ này có một tí xíu gì thôi nè. Ừ. chứ không phải mà gắn vô mà đau liền sưng liền đâu, không phải đau liền tôi biết rồi. Vậy là gắn cắn không hay luôn, không có hay, nó cắn là tôi không có biết con gắn gì luôn. Tại vì lúc tôi đi cắt cỏ là tôi khi mà tôi nhìn mà tôi thấy nó vừa to đi gì nè, thấy có khúc lưng có gì thôi. Ừ. Là không thấy được cái đầu cái đuôi, là thấy nó hơi xám xám sậm sậm thôi, chứ như vậy mình tưởng đâu là động nó bò đi, chứ nó lúc đó nó cắn mình rồi đó mà mình không hay đó. Nhân lai, từ nó nhân lai cắn quá lẹ. Ừ. Chứ lại mình cắt cỏ nó văng nó lâm như giò, mình đâu có cảm giác là rắn nó cắn. Yeah. Bởi vì vậy nó cắn chuyện dặn chắc có lẹ, cái thứ nhất là dặn nó cắn lẹ nhẹ. Dạ. Cho nên là mình không hay. Tới 30 tiếng đồng hồ sau tôi mới bị sốt, tôi mới hay. Rồi tới thêm 12 tiếng nữa là bắt đầu là độc nó mới phát. Mà thời gian đó tôi không biết, chứ phải tôi biết tôi chạy đây giờ tôi không bị gì hết. Đúng rồi. Tôi nói chỉ mới có ẩn đỏ thôi. Ông Tư nói là nếu mà ngoại trừ cái hổ đất còn những cái loại khác thì nó hầu như là nó tới 3 ngày. Ừ. 3 ngày nó mới gây tử vong. Hồi bữa nay nó kéo mấy cái lớp mài vào vô mình thấy rõ ràng luôn chú. Đầu này nó ngứa rồi đó, mày ngứa là lành đó, nó kéo da non nó ngứa, thấy không, kéo là không, cái lúc cộng xuống không đâu biết ngứa là gì đâu, đau cũng không biết nữa, tê nhất còn mà đụng vô đâu có cảm giác cái gì đâu. Ừ. Nó hết độc là tự động cái máu bệnh lưu thông mới đưa cái ái xuống là để nó lành thịt này. Cái này là hồi lúc mà cỡ chừng mà đâu, đâu, đâu. Cái này là giống như mà 30 tiếng rồi là nó mới có nhiêu thôi nè. Ồ. Nó mới có gì thôi đó. Là khi mà tôi đi trên đường tôi đi cấp cứu á, 12 tiếng đồng hồ sau là tôi lên xe tôi đi á, là nó bắt đầu nó bên lên tới bệnh viện ta nó xì gì nè. Ờ nó xì luôn. Nó đang ngoại tử. Đúng rồi, nó ăn ruộng trong da. Đó, còn cái hồi mà tôi chuẩn bị đi là nó mới có gì nè. Là anh thấy tổng cộng là nhiêu tiếng, tầm khoảng là hơn 40 tiếng. Hơn 40 tiếng nhưng là mà nó cái, mới có gì thôi à. Nhưng mà cái đỏ đó hay đó là tôi đi vẫn còn kịp đó. Yeah. Cái mà nó đỏ đó nó chú ông Tư tha thuốc đỏ lên, bữa sau sập tép hết trơn, không ngoại tử luôn. Nếu mà ở dưới mà có ai biết mà chỉ tôi liền mà tôi lên đây là bây giờ tôi không có bị thương bị tích gì cho em luôn á. Nó không có bị lỡ cái này đâu. Đi tới trễ. Lên ông Tư ghim thuốc rồi tha thuốc đỏ vô là bữa sau sập lép. Tới khi tôi biết là nó đã quá trễ rồi, tới khi người ta chỉ rồi nó đã quá trễ rồi. Đó là những cái phần mà nó bị ấy ra rồi phải dọc ra bỏ hết. Ừ, cái đó phần thịt hư rồi. Từ từ cho nó lấy cái lớp thịt vô lại mới được. Chỗ thịt nó còn hư mà dễ nó đỏ như cái gì ngoài đó mà ngẩn hồng hồng đó, cái đó là mới bước đau đó. Công nhận vắng gì đâu mà đọc địa thiệt. Chú yên tâm vì số 4 tha thuốc đỏ lên cỡ khoảng một tháng ngoài nữa là cái chân chú giống như chân chú tre vậy đó, nó lành hẳn rồi, nó liền, mình không cần phải sợ gì hết, tự động thịt nó dung lên à. Bác sĩ Cành làm quá kỹ. Bác sĩ luôn. Con hút dạ, con vợ con dạ. Cử thời gian cho nó hết dạ. Vợ nó thiêu ngốc gì đỉnh ngon. Nguy hiểm lắm. Nay kéo da non vô rồi ông Tư.
từ ngày biết ông Tư tới giờ mới mình mới biết được rắn cắn hoại tử kiểu này. Bây giờ mình quay cũng mấy cây ha, mấy cây hoại tử hư giò hư tay. Chứ nào giờ mình đâu có biết cái vụ rắn cắn hoại tử thịt như kiếm này đâu. Có thấy đâu không biết. Có thấy đâu. Tụi con chỉ nghĩ là ghe nó cắn xong chúng độc cái thì lụm chúng độc cái lụm thôi chứ đâu có biết đâu. Đâu biết hoại tử thịt. Ừ. Đây có người con thấy cục vỏ cục đai nó cục luôn không tôi. Thì để nó tháo khớp cái như này rắn lục mà. Yeah. Lụm đường bà tháo khớp luôn. Yeah. Nhanh lắm. Cử 6 tháng luôn hả ông Tư ha? Ôi không. Cử riêng cái rồi. Ngủ riêng. Đúng rồi. Nhưng mà hết bệnh thời gian đi chứ đâu phải ngủ riêng luôn 6 tháng thì xong luôn á. Đắng này thì nhất thì đường bà sanh đẻ. Rồi đường bà có kinh nguyệt mình cũng không lợi gần nữa. Cái hơi nó độc. Đào, hôm nay đi đào. Đào rác thôi. Biết vậy là im rồi. Bữa nay em mới đào. Nó xẹp mắt cá con là nó xẹp mắt cá rồi ông ơi. Cô cá bên này nó xẹp rồi. Biết rồi. Để cho anh cảm nhận nghe chứ mình nói nhiều khi ta không tin. Công nhận ở bên ngoài nó đen nhà bên trong nó hư hết trơn luôn Tư ơi. Ừ. Mình tưởng bộng tao nó không hư mà nó bọng than như ông Tư nói nó bọng hư hết trơn. Đen ruộng ở trong. Ừ. Thấm dùng máu. Ừ. Từ trong tầng thì chất độc nó đi tới đâu là phá hủy tới đó. Mấy trái xanh không hẳn ăn lấy mấy trái vàng á. Đi ra. Có vàng là gì đâu. Giờ tha thuốc cỏ vô cái chân. Thằng này mà theo như nó không biết là như là kiểu như thấy nóng ruột là đi bệnh viện là đầu là nó vô nó bị. Hôm qua ở giờ đi vô kêu gà ta kêu chạy lên chặt sát cho lăn đi. À, chậm sát quá chưa? Ngồi xa quá. Tha thuốc vô có cảm giác giật giật gì không chú? Chút à, chút nó mới tăng à. Chút nó mới tăng lên ha. Nó mới tăng. Chút thêm thuốc tăng tăng tăng. Cái này mát. Còn trai quả cần câu luôn. Dép luôn. Nó biết là lấy dép sợ nó cắn nữa. Mấy cái gì này nè. Cho cần câu không có ai câu gần con cháu sao? Dạ có, con đi hai anh em lận. Thằng kia nó giải vô. Chạy vô chạy ra lấy cần câu, chút lấy thuốc rồi.
cây giáng lai với cây giáng lục. Mày ghim thuốc đen cho nó ha cầm. Thấm bôi cho nó mềm cái da đen đó mình lọt ra cho nó dễ thấm bôi con bôi như mơ nó giọt thêm cho con gọt miếng con ăn đâu có nước hoa này ngọt lắm còn sống mà ăn bơm gọt cho đứa hồi đó nè chuẩn bị hai thuốc mày sẽ là gắn cầu dặn bướm mày đừng có bư mất không chim ca thuốc đắp vô mơi nó xẹp thuốc vậy đi câu đó lỗ vốn rồi có đủ cá được hầu kho không cá giờ cũng không còn bị cái chích điểm quá chích cái hồi xưa con câu lá đi câu bị cắn lỗ câu cái lóc dính rồi con tính đem lên tí tháo ra ập á cái thằng đệ tử ra trên này đi câu gân ngại á ông Tư ơi phải không vô cổng câu câu vui 350 ngàn nè câu vui không sợ chết đọc ra nó câu con sợ chết hả nhưng mà khi mà bị cái lục đỏ rồi chết hơi nhiều này xả hơi nhiều yên tâm tới ông Tư là hết à mình đi về gần ngàn cây số không ơi khỏi buồn luôn không tới ông Tư đi đi về chắc cỡ sạp vòng hết không cỡ 700 cỡ 700 cây 700 cây số nếu mà qua ông Tư đi luôn Phú Quốc á thì đi về chắc ngàn ngoài Phú Quốc thì chiên ngày hôm qua sao ngồi tới Phú Quốc nữa người ta đang ghé nhà cho luôn hả người ta tới nhà cho luôn ông cháu mình đi Phú Quốc cũng như không ta đi bển ta thưởng thức cua ốc hải sản đi ăn đồ chay bị ăn tương mà đâu có yêu bánh đâu có thưởng thức đồ hải sản được thì mình phải mua đồ tàu hủ ở đây mình chuyển qua Phú Quốc mua đồ đem theo mày có xác hết ra rồi hả đi Phú Quốc mua đồ để miếng bự bự vô trong lấy trái gọt anh em đi bệnh kiếm thuốc nhiều hơn đây nó ngọt lắm vô lựa trộm trái chín gọt ăn đi con thôi đi ăn qua vậy có cơ hội đi thuốc thì nhiều con nhưng mà không lấy gì không cây cá ôm xe chở về hả đâu có kiếm cây con mà không có sao cuộn nó ngắn ngủn vậy tại nó ngắn có sao ngắn lục bên thì lục bên lai bằng ngắn lục bên ngắn lai gắn lục bây giờ không phải màu xanh đâu màu xám màu những cái màu nghiêm thuốc cho nó nữa hả bó rồi ông Tư bó thuốc hả con dán miếng dài thôi mấy miếng kia dán nó được khó. Này thế rồi nữa không sang đây ngồi buồn.